cuộc sống như thế nào anh ha? Cuộc sống ở trển đông vui nhộn nhịp lắm em. Anh nè, mình yêu nhau được mấy năm rồi anh? Anh nhớ là mình yêu nhau được 4 năm rồi đó em. 4 năm bên nhau rồi. Anh rất hạnh phúc. 4 năm rồi hả? Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật á. Không biết chừng nào mình mới được sống chung một nhà. Anh sẽ ráng làm nhiều tiền để mà anh cưới em. Mình vô gặp mẹ nha. Dạ. Mẹ cũng mới về. Chào bác. Lấy ghế cho em nó ngồi. Dạ. Ba ở bển khỏe mẹ. Ha con. Dạ khỏe bác. Em ngồi đi. Con xin phép mẹ, con lên Sài Gòn con đi làm kiếm tiền để cưới em Thư. Con đi làm á mà biết lo như vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi nó ở nhà con đi phải không? Dạ, con tính tụi con cùng đi làm, cho nên con xin phép mẹ cho hai đứa con cùng đi lên làm chung luôn ạ. Vậy là con phải về con hỏi xin phép ba nghe con. Dạ, con còn phải về xin phép ba. Bác thì dễ rồi, nó là con trai mà. Không sao, nhưng mà con á, con phải về xin phép ba. Ba dạ. Cho mới được, nghe không con? Dạ. Dạ thưa bác, con về xin phép ba con. Ừ, vậy nói với ba tiếng, ba đồng ý rồi dạ. Mới đi, nghe không? Em về nha. Cảm ơn mẹ. Đưa em về đi. Đi em. Con gì đâu mà hiền, đẹp người mà đẹp nết nữa chứ. Thằng Cường này nó cũng có phước đó. Thư à, con đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa con? Dạ rồi. Chút nữa thằng Cường nó qua rước con đó. À, mà bay lên Sài Gòn á, bay nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ba giữ gìn sức khỏe nha ba. Cố gắng ăn uống, đừng có làm nhiều quá. Mà với điều này nữa nè, ở trên Sài Gòn á, đầy cạm bẫy đó con. Hai đứa nhớ cẩn thận nha. Dạ, ba yên tâm đi. Ba yên tâm, dặn hoài. Con hứa là con đi rồi con sẽ về mà. Ảnh sắp qua rồi, con chuẩn bị đi nha. Nè. Dạ. Đồ đạc của con đó, mẹ lo đầy đủ trong này hết trơn rồi nè. Đồ đạc của con á, con nhớ giữ cẩn thận nghe không? Dạ con cảm ơn mẹ. Con đi làm trên trển á, con giữ gìn sức khỏe nha con. Nhớ chăm lo cho con Thư nha con. Dạ quan con biết tâm rồi. Chăm sóc cho nó nghe. Dạ nha con. Con đi mạnh giỏi nghe. Con sẽ lên Sài Gòn, con cố gắng con làm rồi con về sớm với mẹ nha. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ yên tâm đi. Thôi con đi nha mẹ. Thưa mẹ con đi. Dạ con chào bác. À chào con. À Cường tới rồi nè con. Dạ. Dạ. Chuẩn bị đồ xong chưa em? Dạ em xong rồi. Con xin phép bác, thưa bác, bây giờ con đưa Thư lên Sài Gòn đi làm ạ. Bay lên Sài Gòn, nhớ giữ gìn sức khỏe nha bay. Dạ. Con đi rồi con về sớm mà, ba giữ gìn sức khỏe nha ba. À, ba biết rồi. Ba ở nhà nhớ ăn uống nhiều nha ba. Thôi ba ở nhà con đi, ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, con đi làm vài tháng con lại về. Bay tranh thủ về, ba nhớ bay lắm đó. Dạ. Ba ở nhà nha, con đi nha. Để anh đổi cho em. Dạ thưa bác con đi. Em đi mà lo cho ba quá à.
mình đâu có đi luôn nên mẹ em sợ. Vậy khi nào mình rảnh thì về thăm ba ha. Ừ, đi em. Mình tranh thủ đi, trời nắng lắm đó. Chạy xe cẩn thận nha. Dạ, bay. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Phòng cho thuê kìa anh. Đây không có nè. Không có ai để hỏi hết. Hèm vô trong con, thử nha. Con thuê phòng hả? Qua đi. Dạ. Nè. Thuê phòng phải không? Dạ đúng. Hơn rồi. Cho con á. Người ta mới vừa trả phòng. Mà tụi con là cái gì? Dạ tụi con là vợ chồng mới cưới ạ. À. Dạ. Giờ cô dẫn con vô coi phòng ha. Dạ. Rồi hai đứa đi vô đây với cô nè con. Dạ. Để xe đây đi, không sao đâu. Mình đi anh. Em có mệt không? Dạ. Phòng ốc cũng được quá ha. À, em để đồ xuống đi. Để xuống nè. Bật quạt cho mát nha. Đó. Mát ha. À, thoải mái quá. Phải công nhận bà chủ nhà tốt thiệt tốt với mình ha. Dạ. Cho hai đứa mình thuê cái nhà rất là đẹp luôn á. Dạ. Nhà vừa rẻ mà vừa đẹp nữa chứ. Rộng rãi. Đủ cho hai đứa mình ở thoải mái. Thiệt mừng quá trời luôn á. Giờ em có đói bụng không? Vậy bây giờ mình kiếm cái gì ăn nha. Anh cũng hơi đói đó. Hai đứa mình đi chợ mua cái gì về. Anh nấu cho em thôi, ăn. Thôi anh mệt rồi, để em mua cái gì về ăn nha. Vậy thôi anh ở nhà chuẩn bị đồ đạc. Em đi chợ. Dạ vậy em đi mua nha. Em rồi về mình anh nấu cho em ăn ha. Rồi. Nhà quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình phải tranh thủ dọn dẹp cho cái phòng này sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ra mình xếp. Mình xếp xong mình sẽ đợi em về. Sướng quá. Anh, ủa, em về, anh về rồi nè. Hả? Sao em đi nhanh quá vậy? Dạ, tại em không biết chỗ nào bán đồ ăn nên em mua đại thôi. Trời, em biết không? Trông trông anh rất là thích luôn á. Em có mua một con heo đất nè. Wow, heo đất hả? Anh cũng thích lắm á. Anh sẽ cố gắng làm nè. Anh kiếm thật nhiều tiền nè. Anh để đầy tiền con heo luôn. Xong hai đứa mình làm đám cưới. Đó, đám cưới lớn nhất làng mình. Dạ. Luôn. Sướng quá, hạnh phúc quá. Đây, anh đút. Dạ. Em ăn nha. Đây, ngon không em? Ngon. Ăn đi nè. Ừ. Ngon không? Ngon quá. Hạnh phúc quá. Thôi để em cất con heo nha. Ừ, em cất đi. Anh thấy vui quá. Nhớ màu lớn nha. Anh nhìn kìa, đẹp. Ủa, quá hả? Đẹp quá hả? 1, 2, 3, 4, 5. Sao người ta xây nhà cao thiệt. Cao quá trời luôn á. Đúng là ở thành phố cái gì cũng có ha. Trời ơi, ở chỗ kia cũng đẹp nữa kìa. Ừ. Dạ chào anh. Anh cho em hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ạ? Dạ anh cho em xin làm phụ bếp ạ. Còn đây. Dạ em phục vụ luôn. Hai người. Dạ. Dạ. Ừ, đợi chút nha. Dạ cảm ơn anh. Đợi chút, đợi dạ, chút. Dạ cảm ơn. Chị ơi, chị ơi. Có hai người xin vô làm kìa chị. Kêu nó vô đi cưng. Dạ. Vô đi gái, vô đây, vô đây. Thank you.
cuối cùng cũng được lãnh lương rồi, sướng quá. Tháng lương đầu tiên mình sẽ cất vào con heo để dành để cưới Thư. Cho heo ăn nhiều thật nhiều, sung sướng quá, chuẩn bị có vợ rồi. Hạnh phúc quá trời luôn. Ăn cho mập nha heo. Ngồi uống nha một chút hả? Dạ em đang làm việc không có được uống đâu anh. Anh mời em mà, ông chủ không sao đâu, không la đâu. Anh mời em ngồi, mời em ngồi uống cho anh một chút bia nha em. Dạ. Ừ, em ngồi xuống đi em. Em uống trước đi rồi anh uống. Dạ em không uống được. Anh uống đi. Ok em. Em sao vậy? Dạ em xin lỗi, để em lau cho anh. Em xin lỗi nha. Dạ em xin lỗi, em vô ý quá. Em thấy cưng quá, làm thêm bất cực không? Thôi để anh mời em nè ha. Em uống với anh ha. Em uống một chút với anh đi, rồi anh sẽ vui vẻ. Em uống một hớp thôi nha. Dạ. Uống đi em. Mời em. Dạ. Em uống thêm một chút đi. Uống nhiều đi em. Uống đi. Uống đi. Uống thêm đi. Em sao vậy? Ngã vào người anh nè. Cường, 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 Cường. Dạ. Tắt liền, tắt liền. Chào chị. Con vợ mày á hả, nó đang ngồi với trai ôm ở dưới kìa. Chị nói trời, sao chứ, thấy thương thương em lắm mà. Cưng không tin hả? Chứ không. Trời, có đâu chị ơi. Cưng không tin chị, đi theo chị. Đi. Thôi đi, đi, em đi, đang đi. Làm mà. Bỏ nó đi, đi theo chị, đi. Chị. Đi. Kìa. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Vậy đó, sáng con mắt ra chưa? Thấy nó ngồi nó ôm ấp vậy chưa? Sáng mắt ra chưa? Cường. Trời ơi, đang làm gì, đang làm gì vậy má? Em đang lặt rau mà. Trời ơi, ở dưới, tao nói mày, con bồ của mày nó đang tò te tú tí với thằng nào ở dưới kìa. Anh nói sao vậy? Thư thương em làm sao mà tò te với ai được? Tao đâu có nói không thương mày đâu. Bây giờ đại gia người ta cho tiền, nó ngồi đại gia ở dưới á, ai mà thèm mày đứng đây. Không có đâu anh, Thư rất là thương em, rất là chung thủy với em mà. Đợi em đi làm kiếm tiền rồi cưới đó, anh nói sao á. Thôi được rồi, tao nói mày nghe nè, bây giờ mày ở đó chờ cưới luôn đi nha. Nè tao nói mày nghe nè, bà chủ kìa, bà thương mày quá trời quá đất luôn à. Sao không vô lấy lòng người ta đi, người ta cho cái này cho cái kia, cho nhà cho cửa cho xe, làm chi vậy, làm chi cho cực khổ chi vậy. Anh nói sao á chứ, chị chủ chỉ thương em là tình chị em thôi, chứ sao thương em, hơn em mấy tuổi, lớn làm sao thương em được. Trời được ơi, tao lại mày 2019 rồi, hơn mấy tuổi không thành vấn đề, hơn 10 tuổi cũng chẳng sao. Thôi nói chuyện với mày mệt quá đó. Anh đi đi, để em làm việc. Mệt à. Dạ. Em vui quá ha, có điện thoại mới đứng chụp hình hoài ha. Anh sao vậy? Nè, tôi nói bà nghe, bà thích thằng Cường lắm đúng không? Chuyến này á, tôi làm mai cho bà, sẽ cho hai đứa quỷ đó chia tay, Cường với bà. Quỷ à? Chọc ghẹo tôi hoài à. Chuyến này á, tôi làm mai cho bà đó nha. Quỷ à? Trời ơi, có ly nước làm gì ghê vậy má? Tôi nói bà nghe nha, nếu mà hai người thành công á, phải công của tôi lớn nhất lắm đó. Tôi cho hai đứa kia chia tay nè, rồi đó, bà với thằng Cược. Hai đứa này liệt lắm. Dám bè mù tiếng kế hạng Cược. Thật kinh bỉ, tao gọi tụi mấy thằng Cược cái đẻ. Em. Dạ anh, hôm nay anh ghé quán em chơi hả? Ừ. Anh hôm nay rảnh nên đến đây dạ, chơi. Dạ em mời anh ngồi. Dạ ngồi đi anh. Anh mới có chuyện này hay lắm, nói em nghe nè. Dạ. Em ngồi xuống đi. Là
Anh có cái khách sạn của anh, anh đang rất là cần người bộ phận tiếp tân. Dạ. Anh biết là cuộc sống của em gặp khó khăn, mà anh thấy em cũng dễ thương, hiền lành, nên anh muốn giúp đỡ em làm ở khách sạn của anh. Anh hẹn em 10 giờ nha. Em yên tâm, anh xem em như em gái vậy thôi, cho nên là anh thương em. Anh muốn cho em có tiền để em đi về quê, hay muốn làm gì thì làm. Những gì cần nói anh nói hết cho em rồi. Em suy nghĩ đi ha. Ngày mai dạ. 10 giờ anh qua trước em nha. Cố gắng lên, anh luôn giúp đỡ em. Dạ. Em cảm ơn anh. Rồi bây giờ anh về nha. Dạ anh về. Anh về nhớ nghe chưa. Dạ. 10 giờ. Dạ anh về cẩn thận. Okay. Anh về nha. Dạ em chào anh. Kiếm được chỗ tốt hơn, ngày mai mình sẽ làm một công việc mới, kiếm thật nhiều tiền và về quê thăm ba. Trời ơi, cái bà này bà hẹn mình mà giờ này còn chưa tới nữa. Trời ơi, con tới rồi nè má ơi, của hoài. Cưng, chuyện của chị á, sao rồi? Cái việc chị nhờ cưng sao rồi? Ừ, thì chắc chắn là ok rồi. Ngày mai á là em sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Em tính cho chị nghe nè, 10 giờ ngày mai á, ông Bằng á sẽ dẫn con Thư tới khách sạn. Đó, hai người á vô khách sạn, xong rồi tồi tay tí tí. Sau đó em kêu thằng Cường bíp ra để nó bắt gặp quả tang. Vậy lúc đó là rồi, chị thưởng cho cưng nè. Dạ. Lần này nhiêu đây á, ừ, lần sau chị sẽ thưởng trời nhiều. Ôi, thích quá. À. Thích quá à, trời ơi thích quá à, yêu chị quá à, hôn cái coi. Trời ơi, thích ghê quá à. Em đi nha. Rồi, ngày mai gặp ba. Nha. Chị. Trời ơi, cái bà này vậy mà được việc ghê ha. Nè, nè, mày biết vụ gì chưa? Hả? Tao nói mày nghe nè, ngày mai á, con nhỏ người yêu mày với Phi Bằng hẹn nhau khách sạn gần đây nè, 10 giờ sáng mai á. Anh nói sao vậy? Em không tin. Người yêu em rất là thương em. Cô ấy chỉ yêu một mình em thôi. Rất là chung thủy với em. Trời ơi, tao lại mày, bây giờ người ta có tiền, người ta gặp đại gia rồi. Nghĩ sao yêu cái thằng mà nó biết như mày vậy? Thôi, không tin đâu, anh đi đi. Không tin thì ngày mai ra gặp đi. Ra gặp đi rồi sẽ biết. Thôi đi đi. Mày đừng có hối hận nha. Nha, được rồi. Buồn nữa cưng. Thôi bây giờ nè, chị nói cho cưng nghe nè, lo công việc đi, chị ở đây chị lo cho cưng nha. Uống đi cưng, vô. Sao cường, sao cưng? Vô. Sao cưng? Cường, 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 Cường. Em đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Nhìn em sao? Thôi em đi làm, anh ở nhà nha. Lên xe em. Dạ. Rồi. Thank you.
alo, dạ chị hả? Đúng rồi đó chị, hồi tối em nói chị sao bây giờ mình làm giống như vậy đó. Dạ đúng rồi chị, dạ vậy nha chị, dạ đâu có bắt được quả tang không hen. Hôm bữa ông với bà chủ hãm hại thằng Cường đúng không? Trời ơi là trời, con người giờ mà không có đầu óc gì hết á. Đúng là thời buổi này thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều mà. Chỉ về đồng tiền mà bán rẻ lương tâm cho con người mình. Trời đất ơi, trời, phá hạnh phúc gia đình của người ta sao vậy trời. Tôi càng nói tôi càng tức cho thằng bạn của tôi không à, tức thiệt. Ủa đâu rồi? Ủa đang chữa đi đâu mà trời. Ú cha, thằng này chạy nhanh dữ hen. Mày đứng dậy mày đứng kêu vợ mày kìa. Hả? Mày nói gì? Vợ tao đang đi làm mà cứu gì? Vợ mày bị bà chủ với ông Hào hãm hại á. Mày nói sao? Thiệt mẹ, mày đi nhanh lên. Mày đang ở đâu? Nhanh lên, không kịp nữa đâu. Làm thì bà yên tâm đi nha. Còn cái chuyện thằng Cường, bà thoải mái đi. Con mồi trong tay tôi rồi, kỳ này thắng chắc rồi đó. Ok, bà yên tâm. Tôi biết bà rất là thương thằng Cường. Bây giờ á, bà sẽ được như ý. Ok, ok, để tôi lo. Rồi, vậy đi. Được rồi. Thư ơi,
Hư. 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 Anh Cường. Hư. Quan trọng là em có yêu anh thật không? Người ta nói em rất nhiều, nói em chẳng chung tình. Vậy thì em hãy cho anh câu trả lời. Đối với anh, trọn đời chỉ yêu một người. Một người là ai nếu cho anh hạnh phúc? Và anh biết trên cõi đời chính em mới tuyệt vời. Người con gái của anh ơi, hiểu không? Ngày nào cũng thấy anh và em rất vui tươi đầy mà. Ngày nào cũng thấy anh và em ở bên nhau nồng say. Mình đã hứa không rời xa, mãi bên nhau cuối đời. Nhưng chẳng bên sao khó phai màu. Mặc kệ người nói em là sao, nói em như thế nào. Mặc kệ người nói em đừng lo, có anh bên cạnh đây. Đừng quan tâm hay bận tâm những câu nói miên đời. Đối với anh quan trọng là em thôi. Trọn đời chỉ yêu một người. Một người là ai nếu cho anh hạnh phúc? Và anh biết trên cõi đời chính em mới tuyệt vời. Người con gái của anh ơi, hiểu không? Ngày nào cũng thấy anh và em rất vui tươi đầy mà. Ngày nào cũng thấy anh và em nồng say. Mình đã hứa không rời xa, mãi bên nhau cuối đời. Nhưng chẳng bên sao khó phai màu. Mặc kệ người nói em là sao, nói em như thế nào. Mặc kệ người nói em đừng lo, có anh bên cạnh đây. Đừng quan tâm hay bận tâm những câu nói miên đời. Đối với anh quan trọng là em thôi. Ngày nào cũng thấy anh và em rất vui tươi đầy mà. Ngày nào cũng thấy anh và em ở bên nhau nồng say. Mình đã hứa không rời xa, mãi bên nhau cuối đời. Nhưng chẳng bên sao khó phai màu. Mặc kệ người nói em là sao, quan tâm hay bận tâm những câu nói miên đời. Đối với anh quan trọng là em thôi. Đừng quan tâm hay bận tâm những câu nói miên đời. Đối với anh quan trọng là yêu. Trong tình yêu không cần phải hoàn hảo,
Chỉ cần hai người yêu nhau, tin tưởng nhau, tôi tin rằng hạnh phúc mãi mãi thuộc về họ. Dạ. Con sẽ cố gắng lên Sài Gòn, con cố gắng làm rồi con về sống với mẹ nha. Mẹ nhà giữ sức khỏe nha. Cảm ơn mẹ. Dạ. Dạ không biết. Ôm. Cái xe này là cái xe chịu view. Chào liền nha, nhìn thấy là chào liền. Dễ. Yeah. Đã chuẩn bị lên tới mặt rồi nói. Trời cái bà này chị mà điều chuyện ghê ha. Trời ơi, nói em biết bà chị cười với em. Bà cười mà. Tôi sẽ làm cho hai bà. Trời ơi, con quỷ chọc chỉ mày hoài. Cái sao? Cái ly nước của tao. Uống miếng làm ghê vậy? Quỷ à? Thấy không? Thương bà này đổi xong thôi, tôi làm đứng bà này. Chị em mình giống mà. Tại vì chuẩn bị món ăn đi không? Cái này sẽ đẹp đẹp chứ. Ông nha, ông đây có bắt được ông nè. Ông chưa tại chỗ uống chấm. Ông đặt ông hại bạn thủ luôn. Cháu hại anh Phương luôn. Cờ ơi là cờ cũng muốn làm chó à. Nghĩ sao giờ cũng là cờ cũng thành sao nếu như ông nhiều mè. Em một gì hại bạn phúc dơ dùm xe thôi. Mình làm vậy mình cờ cảnh hạ phúc không? Không ai luôn đâu mình thấy không chứ. Cờ cũng là cờ. Mở mắt ra. Rồi bỏ đi vô ghế. Ờ dạ. Diễn. Nó chạy đó. Nó chạy rồi. Rồi Diễn đi vô đi. Diễn. Rồi. Rồi. Thấy gì đó. Chạy chưa ông kính nên là được rồi. Cứ chạy trước ống kính là được rồi. Ờ. Chạy nào, 2, 3, dễ. Ôm té. Té xuống rồi đó. Hồi nãy sao? Hồi nãy ngồi đâu vậy chị? Rồi ẩm đi. Dễ. Chạy ra. Trời ơi, Ngọc Tung ơi. Giờ rồi, đi vô nữa. Thôi, dễ. Chạy. Rồi, được rồi đó.